cái kho dầu đen ở trên kia đang có Tesla bảo kê nữa chứ. Kinh sẽ bị bào dần theo thời gian. Trời sao. Thủ ổn áp cho các sếp nha, tha hơn 10 cũng không nát. Ok. Chúng ta hãy cùng đến với trận chủ nhà. Đây là một trận đánh bằng Giáp Dragon. Ok luôn. Ui, bạn ấy hạ cái air defense ở góc hướng này. Và King Queen ở đặt ra ngoài trong cái mẫu bay này các sếp nha. Để xem sẽ như thế nào đây. Khẹt nhờ. Vào đâu thì múc đi. Bạn ấy dồn rất nhiều rồng để bảo vệ em rồng rồng điện. Được đấy. Balloon all in ở cả một góc này luôn. Và như vậy là King Queen hai bên chạy cánh, rồng điện với cả rồng lửa balloon vào hướng ở chính giữa. Bịt hai cái X-Bow rồi. Khè đấy. Hiện tấn công cũng được đấy nhờ. Xem ca này sẽ nó như sẽ như thế nào đây. Uy tín. Bạn ấy có set mà vẫn chưa triển khai hạ cây thổi gió. Rất là lì đòn trong tơn đánh này. Nhưng mà việc bố trí air defense còn lại thì nó bắt vẫn rất nhiều đồ chơi. Và các bạn có thể quan sát thấy là những cái kho đấy nó cần nhiều máu. Và rồng tập trung bắn vào đấy thì mất thời gian. Mất thời gian thì air defense chắc chắn bốc đẹp rồi. Rồi, một trận thủ nhà ngon. Ừ, tha hôn 9 bem không hẹo là ok rồi. Rồi tiếp tục nhá. Một trận đánh nữa. Đây là một trận đi đi Queen PK với cả là Baby à. Ấy giời. Nhiều combo dị phết nhỉ. Vẫn là hướng tấn công góc 3 giờ đây các bạn. Nhằm nhè vụt Queen sớm. Thì cũng đi sớm thật. Kinh cũng đứt. Ấy giời. Nhưng mà không sao, không sao. Bộ bầy bài cúp huyền thoại nó khác lắm. Kinh đang cố gắng quạt trả đây. Rồi phá tường đã xong. Em Queen cố gắng ủi đi. Nhưng mà ủi tới đâu thì tớ chưa biết. Ai PK vô. Sai. Queen đi sai. Queen đi xa lắm rồi. Giờ phải làm thế nào đây. Như này là bốc ruốc rồi đấy. Nhưng mà Baby vẫn còn. Chốc nữa ăn xong cái air defense rồi thì baby 5 em này cũng sẽ được bồi vào thôi. Coi như em Queen và PK nó sẽ là lụm để lấy thêm phần trăm hơn 50% để lấy 2 sao. Còn nhiệm vụ dứt điểm cái này sẽ là baby. Ok rồi. Đầu tư cái đóng băng. Vâng, vừa bốc phải ổ bom đen nên baby hẹo. Bịt tiếp hai cái này. Bịt tiếp. Lì đòn lắm, lì đòn lắm. Thanh niên ê, bốc bom đen ở cụm nhà chính này rất nhiều luôn ạ. Ôi, rất là nỗ lực thi đấu, rất là nỗ lực bốc đến từ baby. Không có những em baby này thì trận này đã là một sao rồi. Ok, xin chúc mừng bạn quay vào ô 2 sao thôi, không lia được, khó lắm, không dễ đâu bạn ạ. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với một trận đánh của nhà chính Town 8. Vụt xếp này. À, động đất để cho Van Kiri. Đây là một combo rất là phổ biến của nhà chính Town 8 đi bài cúp huyền thoại đây rồi. Ok bạn ơi. Ôi trời. Titan 1 mà bốc phải ông này. Vâng, đảm bảo bạn này mà đánh một sao thôi là vâng 18 19 cúp một sao đây. Quá khét nhỉ. Như vậy là đã ủi Golem đi trước. À này Wizard này. À Tesla được kinh nghiệm trợ phía cánh bên đây. Đầu tư Valkyrie vào mút em Queen. Vâng, bay em Queen rồi. Bom Wizard đứt. Hay quá. Bố trí gài là rất tốt. Và bạn ấy thủ bằng PK solo luôn. Đứt PK. Đứt Wizard. Và như vậy tầm này nó hơi khoai rồi. Cái việc này bạn cắt góc không chuẩn. Và lính thủ nhà là PK mút sạch quân luôn rồi. Càng thanh niên Kenma này có lẽ là cũng sẽ đi họp thôi, cũng sẽ đi họp trong tơn này thôi bạn ạ. Ơi trời ơi,
À chờ chúng tớ à. Lụm được không? Đầu tư tiếp 1 PK nữa trong tình huống này. Rồi, đưa Van Kerry vâng có cuồng nộ và hồi máu nhưng khó đấy. Thủ PK rất khó chịu. Vâng, PK mình to hơn là có cả quy giáp và a chờ nữa chứ. Nhọ nhèm rồi. Thanh niên khá là nhọ nhèm rồi. 5 Van Kerry nhưng nó không vào nhà chính đâu. Nó sẽ không vào nhà chính bởi vì cắt không thoát được. Không cắt hai bên thi làm sao nó chạy vào giữa. Vâng, thủ quá dẻo trong tơn này. Không mất cúp. Ai xời. Được quá nhỉ. Vâng, tiếp theo đây là một ông thần tha hôn 9. Ở đi Queen Blue à. Cái này đâu đã đủ đâu ta. Đây đây là một trận đánh nhà chính than 10 10 10 10 và có King Queen được cộng sức mạnh này. Và ơi rồi ơi, PK thứ thứ sợ quá nhờ. Bạn sẽ dư nào đây bạn này. Rồi cũng là cái hướng tấn công cho PK cũng như là Van Kiri. Giống thanh niên vừa mới toang ở thao 8. Và cái hướng mở lối này là dễ đứt lắm. Vẫn là pha thủ bằng PK Blun, không thủ dòng điện đâu. Hồi nãy bạn có thủ là Wizard với cả là cung, đây chơi là Blun. Rồi rồi PK PK em Queen 35 à. Đấy, này thì Queen 35 này, một hit nữa. May mà K đấy gồng chứ không thì bạn lại tím luôn đấy bạn ạ. À. Rồi bạn bốc được nhà chính này, ui Queen to thế nhờ. Rồi nhà chính than 10 vụt không nát là ok rồi. Rồi chạy vòng với chúng tớ này. Đi lòng vòng đi bạn này. Chạy đâu bạn này. Ý sợi lại tím thôi. Nó sẽ lại tím thôi bạn ạ. Không múc được. Cho bạn gồng kinh thì bạn chạy lòng vòng như thế là cũng hết xăng cái gì. X-Bow với cả là đội Wizard Archer bên kia thủ nó lại dẻo luôn. Cái kho dầu đen ở trên kia đang có Tesla bảo kê nữa chứ. Kinh sẽ bị bào dần theo thời gian. Trời sa. Thủ ổn áp cho các sếp nhá. Tha hơn 10 cũng không nát. Ok. Tiếp tục là một trận đánh của nhà chính tha hơn 8 vụt bạn này nữa này. Ấy giời. Rồi. Rồi luôn, Golem PK lần này cũng đổi hướng nhưng mà cũng cứ nhăm nhăm vào khu vực nhà chính thôi. Vẫn nhăm nhe vào khu vực nhà chính thôi. Ấy trời, thông vào đây. Tiếp tục nào. Em Queen đang thủ ở đây là khá tốt. Bắt bạn này thôi. Úi trời, may mà trụ mấy em Wizard chạy ra chứ ở chỗ PK Tesla kia mà lên nó nhồi cho cái bom nữa thì thôi nhấc người. Đấy 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 có bom đấy. Đặt bố trí là khá là ổn áp. Lòi Tesla các bạn ấy bu vào để trưởng là ăn đòn ngay. Và trong trận này thì thanh niên này đỏ hơn thanh niên hồi nãy, đó chính là mút được cái nhà chính rồi. Ok, xin chúc mừng bạn. Nhưng mà chắc là không được 2 sao đâu. Bởi vì đang tập trung cho X-Bow nó dã kìa. Úi trời. Hai X-Bow thủ tốt đấy. Đầu tư thêm Blun. Cả tàng hình này không mang thêm được lợi ích gì nữa. 46 thôi. Bao nhiêu nữa? 47 rồi PK ơi. Tàng hình tàng hình. Ê, ê tàng hình kìa. Ơi ơi. Biết là có cố thì nó cũng đến thế thôi. 1 sao tiếp các sếp nha.